Caloso và Caloso Gold với Pufa, Mufa và chất xơ hòa tan Silizyuan giúp người lớn, người cần phục hồi, bổ sung dinh dưỡng, dễ hấp thu và tiêu hóa, phù hợp cho tim mạch. Caloso và Caloso Gold, sản phẩm của Vitadari. Caloso và Caloso Gold với Pufa, Mufa và chất xơ hòa tan Silizyuan giúp người lớn, người cần phục hồi, bổ sung dinh dưỡng, dễ hấp thu và tiêu hóa, phù hợp cho tim mạch. Caloso và Caloso Gold, sản phẩm của Vitadari. Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Sống khỏe mỗi ngày được phát sóng trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Để có thể theo dõi lại chương trình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất trong lĩnh vực y tế, quý vị và các bạn có thể truy cập vào website sứckhoe.vtv.vn hoặc tương tác với chúng tôi qua fanpage VTV Sức khỏe trên mạng xã hội Facebook. Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi nói đến vòng tuần hoàn của thời gian trong một năm thì người ta thường nói đến xuân, hạ, thu, đông. Nhưng đối với người thì đó chính là những giai đoạn sinh, lão, bệnh, tử. Và đương nhiên rồi, con người càng bước vào giai đoạn cao tuổi thì sức khỏe càng kém đi. Chính vì vậy mà việc chăm lo cho sức khỏe của người cao tuổi luôn là mối quan tâm hàng đầu của chính những người cao tuổi cũng như là con cái trong gia đình. Và chăm lo sức khỏe, bảo vệ sức khỏe người cao tuổi cũng là chủ đề của chương trình Sống khỏe mỗi ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, quý vị và các bạn hãy cùng với tôi theo dõi những hình ảnh với những sự biến đổi của cơ thể khi mà cơ thể chúng ta già đi. Ở người cao tuổi, sự thay đổi về diện mạo bên ngoài rất dễ được nhận ra. Da nhăn, tóc bạc, lưng khòm, đi đứng, nói năng chậm chạp, mắt mờ, lãng tai, v.v. Bên cạnh đó, có nhiều biến đổi âm thầm trong cơ thể mà mắt thường không thể thấy được. Vì cùng với tuổi tác, sức đề kháng yếu thì các cơ quan của cơ thể nói chung và hệ tiêu hóa nói riêng đều bị suy giảm chức năng. Và đó là một trong những lý do người cao tuổi là một trong những đối tượng dễ mắc phải những bệnh lý về đường tiêu hóa. Thưa quý vị, làm thế nào có thể sống lâu, khỏe mạnh luôn là điều mà tất cả chúng ta mong muốn. Tuy nhiên không phải ai cũng có được câu trả lời. Trong khi đó thì việc ăn uống như thế nào cho khoa học và đảm bảo chất dinh dưỡng chính là chìa khóa giúp cho người cao tuổi có được một sức khỏe dẻo dai theo năm tháng. Vậy thì làm thế nào chăm sóc cho hệ tiêu hóa của người cao tuổi thực sự mạnh khỏe một cách đúng đắn và phù hợp nhất? Hãy cùng chúng tôi chào đón sự xuất hiện của các chuyên gia y tế, các doctor sống khỏe mỗi ngày trong chương trình ngày hôm nay. Được giới thiệu với quý vị và các bạn, hai vị chuyên gia y tế sẽ giải đáp những thắc mắc của chúng ta xung quanh vấn đề hệ tiêu hóa cho người cao tuổi ngày hôm nay. Đó chính là thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Doãn Thị Tường Vi, phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Lâm sàng. Và vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu bác sĩ Nguyễn Tá Dũng, giám đốc Trung tâm Bác sĩ Gia đình Hà Nội. Đầu tiên thì xin được trân trọng cảm ơn hai chuyên gia y tế đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi rất mong muốn được trao đổi bác sĩ Tường Vi, đó chính là có lẽ là rất là tâm trạng của nhiều người con trong gia đình khi mà thấy ông bà bố mẹ của mình bắt đầu cao tuổi và thường xuyên là có cảm giác chán ăn, không thiết tha gì đối với đồ ăn cả. Và nếu không động viên thì cũng rất dễ bỏ bữa. Vì sao mà lại có tình trạng này thưa bác sĩ? Người cao tuổi là cảm thấy là ăn uống thì hay có cảm giác nghẹn này. Nếu mà không có một chút canh thì coi như là cứ tắc ở cổ. Thế nhưng mà răng thì lại không được tốt cho nên là nhai cái thức ăn ở miệng mà không đảm bảo. Mà lại chiêu canh vào thì rõ ràng là cái dạ dày nó lại là cái nơi mà nó hứng chịu đầu tiên. Và vì cái hứng chịu đầu tiên như vậy cho nên là với cái thức ăn là nó không được nhai tốt. Thế rồi lại dịch tiêu hóa thì nó lại giảm, cho nên là cái sự tiêu hóa ở dạ dày nó cũng bị giảm, làm cho là người cao tuổi là cảm thấy là luôn luôn đầy bụng, khó tiêu. Như vậy có thể hiểu rằng cái sự suy giảm chức năng của các cơ quan trong hệ tiêu hóa là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới cái tình trạng khó ăn rồi là chán ăn ở người cao tuổi. Và nhiều khi chúng tôi còn thấy là các cụ còn xuất hiện tình trạng là rối loạn tiêu hóa nữa. Vậy thì cụ thể hơn thưa bác sĩ Dũng, bác sĩ có thể phân tích rõ là những nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng rối loạn tiêu hóa ở người cao tuổi ạ? Có thể nói là các cái rối loạn tiêu hóa là hậu quả của một số vấn đề, ví dụ như là do cuộc sống nó tương đối là căng thẳng, tạo ra cái stress cho nên là dẫn đến cái dư thừa axit cũng là một trong nguyên nhân rối loạn tiêu hóa. Tiếp theo nữa là về chế độ ăn uống không hợp lý, ngoài ra còn về chế độ điều trị bệnh tật trước đây, ví dụ như chúng ta điều trị dùng quá nhiều kháng sinh chẳng hạn. Còn một cái trường hợp nữa rất hay gặp dẫn đến cái rối loạn tiêu hóa là do những cái trường hợp mà người ta phải điều trị về hóa chất
cũng là một trong những nguyên nhân mà dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Vâng, vậy thì ở người cao tuổi thì bệnh rối loạn tiêu hóa thường gặp có giống nhau ở mọi người không hay là có những dạng khác nhau thưa bác sĩ? Bệnh có tổn thương ở đường tiêu hóa, ví dụ như bệnh dạ dày, bệnh viêm đại tràng, bệnh lý về đường tiêu hóa, bệnh lý về gan mật. Ngoài ra một dạng nữa có thể nó là những cái triệu chứng, những cái biểu hiện lâm sàng của nhiều bệnh kèm theo, ví dụ như là có những người mắc những cái bệnh lý ví dụ như là rối loạn tiền đình cũng có thể gây ra một cái rối loạn tiêu hóa. Những người có cái những cái hội chứng về ruột kích thích không tổn xương thực sự nhưng mà cũng gây ra rối loạn tiêu hóa. Xin được cảm ơn các bác sĩ về những phân tích đầu tiên. Và thưa quý vị khán giả, để giúp cho quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về những khó khăn do rối loạn tiêu hóa gây ra cho người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Bụng lúc nào cũng đau âm ỉ khó chịu, cuộc sống bị đảo lộn do thay đổi chế độ sinh hoạt. Ăn gì cũng sợ đau bụng đi ngoài là nỗi lo lắng của những người thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa. Và trường hợp bệnh nhân Phạm Thị Len ở Cầu Giấy, Hà Nội là một trong những trường hợp như vậy. Với nhiều triệu chứng khó chịu của hệ tiêu hóa có từ trước như viêm loét dạ dày, tá tràng, nhưng việc điều trị không dứt điểm khiến cho bệnh kéo dài và tái phát nhiều lần, làm cho sức khỏe của bà Len bị giảm sút nghiêm trọng. Với trường hợp của chị Len thì tôi thấy là triệu chứng đau có vẻ như nó đã vượt khỏi cái vùng của dạ dày mà nó xuống khu trú ở vùng hố chậu trái là vùng của đại tràng. Với rối loạn tiêu hóa thì nó có thể thể hiện với rất nhiều cách, đó là tiêu chảy hoặc táo bón hoặc luân phiên giữa tiêu chảy với táo bón hoặc là chứng đầy bụng khó tiêu kéo dài thì bệnh nhân này có cả ba. Thực sự để đánh giá giai đoạn của chứng rối loạn tiêu hóa thì chúng tôi sẽ phải làm khá là nhiều những cái thăm dò để đánh giá, đặc biệt là về nội soi đường tiêu hóa, nội soi dạ dày tá tràng, nội soi đại tràng, thậm chí là những trường hợp mà rối loạn tiêu hóa nặng thì chúng tôi còn phải đánh giá trên những cái xét nghiệm máu để đánh giá chứng hội chứng kém hấp thu liệu đã xảy ra hay chưa. Cho nên khi có triệu chứng rối loạn tiêu hóa thì bao giờ chúng tôi cũng phải thăm dò và sàng lọc đầy đủ hết tất cả các bệnh lý để trả lời đây thực sự là bệnh lý gì. Thậm chí với bệnh lý của đường tiêu hóa như là ung thư hay là những cái viêm loét thì chỉ có trên nội soi mới có thể trả lời một cách chắc chắn thôi. Cho nên nếu như bệnh nhân rối loạn tiêu hóa mà không được làm sàng lọc thật kỹ thì rất có thể sẽ để sót những cái căn bệnh nặng tiềm ẩn ở phía bên dưới như là ung thư. Rối loạn tiêu hóa là một bệnh lý thường gặp với những triệu chứng đơn giản, dễ nhận biết, nhưng nó lại khiến cho cuộc sống của người bệnh trở nên vô cùng khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Cứ đầy hơi thì lại đi khám thì bác sĩ lại bảo lại loét thì lại chẩn đoán lại tiếp tục thuốc thì là đang uống thuốc. Bình thường ấy là 45 cân, thế xong mắc bệnh thì nó tụt xuống còn 37 cân, rồi lại mệt không ngủ được. Ăn thì khó chịu, người ăn không ngon thì chả làm gì, người mệt mỏi suốt. Ăn thì ăn nguội chứ không dám ăn nóng vì nó chả ngược thực quản thì là nó loét cả thực quản rồi xuống, chả dám ăn nóng mà kiêng chua cay. Những cái tội không ngủ được là thức là hơi nhiều, hầu như thức đêm nhiều. Nhưng mà mắc cái bệnh này, ăn uống chả tiêu hóa được, người nó khó chịu, không ngủ được. Thưa quý vị và các bạn, như đã nói từ đầu chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày ngoài việc được phát sóng trên sóng truyền hình thì còn được phát trực tuyến trên fanpage VTV Sức Khỏe. Và chúng tôi cũng nhận được rất nhiều câu hỏi từ phía quý khán giả quan tâm xung quanh việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Sau đây thì tôi xin được chuyển hai câu hỏi điển hình từ các chuyên gia y tế. Câu hỏi đầu tiên, thưa bác sĩ, bố tôi năm nay ngoài 60 tuổi bị rối loạn tiêu hóa, vậy có nên cho bố tôi ăn sữa chua không ạ? Sữa chua ấy thì nó là một cái sản phẩm, thứ nhất là nó vừa cung cấp các cái chất dinh dưỡng và bổ sung canxi, nhưng đặc biệt là các cái sữa chua mà có bổ sung thêm các cái probiotic hay là các cái men vi sinh mà nó có lợi cho cái đường tiêu hóa thì khi mà chúng ta sử dụng cho người hay bị rối loạn tiêu hóa thì cũng rất là tốt. Bởi vì người cao tuổi thì cũng hay bị có cái hiện tượng, thứ nhất là rối loạn tiêu hóa, có khi là đi lỏng, có khi là táo bón. Thế nhưng mà riêng sữa chua thì chúng ta chỉ nên sử dụng khi mà táo bón. Còn trong những trường hợp mà bệnh nhân đang bị tiêu chảy thì chúng ta không nên sử dụng sữa chua. Và câu hỏi thứ hai đó chính là người cao tuổi nên ăn uống như thế nào để có thể sống lâu, sống khỏe ạ? Đầu tiên là chúng ta phải lưu ý rằng là ở người cao tuổi là phải luôn ăn uống điều độ. Và cái mức năng lượng thì nó có giảm hơn so với khi còn trẻ. Bởi vì là cái lúc mà ở giai đoạn người cao tuổi thì cái hoạt động thể lực nó cũng giảm đi. Cho nên nếu mà chúng ta vẫn giữ được cái nguyên cái mức năng lượng như trước đó thì sẽ dẫn đến là thừa năng lượng. Ví dụ như là chúng ta là ngoài cái việc bổ sung thịt,
thì chúng ta nên hạn chế bớt thịt mà chúng ta tăng cá, tăng sữa, tăng các cái loại đậu đỗ vào trong khẩu phần. Và bên cạnh đó rau xanh và hoa quả tươi đóng vai trò rất là quan trọng. Một điểm nữa là người cao tuổi cần phải uống đủ nước và giữ một tâm hồn thanh thản. Và khi mà có cái sự quan tâm của mọi thành viên trong gia đình thì cái sức khỏe của người cao tuổi sẽ chắc chắn là sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Calosu và Calosu Gold với Pufa, Mufa và chất xơ hòa tan Silizy One giúp người lớn, người cần phục hồi, bổ sung dinh dưỡng, dễ hấp thu và tiêu hóa, phù hợp cho tim mạch. Calosu và Calosu Gold, sản phẩm của Vitadari. Calosu và Calosu Gold với Pufa, Mufa và chất xơ hòa tan Silizy One giúp người lớn, người cần phục hồi, bổ sung dinh dưỡng, dễ hấp thu và tiêu hóa, phù hợp cho tim mạch. Calosu và Calosu Gold, sản phẩm của Vitadari. Có thể nói rằng rối loạn tiêu hóa là một chứng bệnh khá thường gặp ở người cao tuổi. Vậy thì xin được hỏi bác sĩ Dũng là nếu như cái tình trạng mà rối loạn tiêu hóa ở người cao tuổi mà kéo dài thì không biết là ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của các cụ đấy ạ? Tình trạng rối loạn tiêu hóa đối với mọi người nói chung và đặc biệt đối với người cao tuổi thì rất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi vì các cái triệu chứng đau bụng, đầy hơi, triệu chứng khó tiêu làm cho người bệnh có cái cảm giác là tâm lý bất an, lo lắng, rồi dẫn đến mất ngủ, rồi dẫn đến cái tình trạng kém hấp thu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà có thể tạo cơ hội bùng phát các bệnh lý khác. Chính vì vậy là cái rối loạn tiêu hóa là một trong những vấn đề mà chúng ta cũng cần phải kiểm soát tốt. Vâng, vậy thì hiện nay việc điều trị rối loạn tiêu hóa cho người cao tuổi được tiến hành thế nào thưa bác sĩ? Chúng ta phải căn cứ vào các cái nguyên nhân gây bệnh, thì từng các cơ quan tổn thương mà chúng ta sẽ có những cái phác đồ điều trị cho phù hợp. Ví dụ như các bệnh lý về dạ dày chẳng hạn, viêm loét dạ dày tá tràng chẳng hạn, thì chúng ta phải xem là viêm loét dạ dày này nó có phải là do vi khuẩn HB gây nên hay không, hay là chỉ do những cái yếu tố ví dụ như là dư thừa axit, rồi là các yếu tố về chế độ ăn uống. Rồi tiếp theo ví dụ như là các bệnh lý về đại tràng chẳng hạn, thì chúng ta cũng cần phải điều trị được nguyên nhân, ví dụ như là chúng ta cần phải điều trị kháng sinh, rồi điều trị cơ chế về giảm tiết, rồi là bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa. Cho nên là cái rối loạn tiêu hóa nói chung ấy thì tùy từng cái nguyên nhân mà chúng ta sẽ có những cái phác đồ điều trị cho nó phù hợp. Vậy thì chúng ta có những phương pháp như thế nào để hỗ trợ cho quá trình đó diễn ra được hiệu quả và người cao tuổi cũng không cảm thấy quá mệt mỏi khi mà bị áp đặt vào những cái chế độ ăn uống phức tạp thưa bác sĩ Tường Vi? Tùy theo vấn đề bệnh lý thì sẽ có cái chế độ ăn cụ thể, nhưng mà với cái khẩu phần ăn mà không đảm bảo thì chúng ta có thể sử dụng sữa Calosua Gold, bởi vì là cái sữa mà nó đã bổ sung là đặc biệt cái vấn đề hỗ trợ cho đường tiêu hóa. Ví dụ như ở đây là có bổ sung chất xơ Synergy 1, nó là cái phức hợp của hai loại chất xơ là phốt và inulin. Đây là cái hai loại chất xơ tự nhiên và nó có tác dụng là kích thích hệ tiêu hóa này, tăng cường hấp thu canxi này và chống táo bón. Bên cạnh đó thì nó lại có tác dụng là tạo điều kiện cho cái vi khuẩn có lợi nó phát triển. Một điểm nữa là trong cái khẩu phần ăn của người cao tuổi thì chúng ta thấy rằng là khi bổ sung như thế thì không lo là bị tiêu chảy, bởi vì trong sản phẩm nó không có đường lacto. Đây là cái yếu tố rất là thuận lợi cho những đối tượng mà có hiện tượng là bất dung nạp với đường lacto, thì khi sử dụng sữa này thì chúng ta có thể yên tâm. Ngoài ra thì nó có bổ sung đầy đủ các cái chất đạm, các cái chất béo. Và đạm thì là từ đạm đậu nành, rất là phù hợp đối với người cao tuổi. Các cái chất béo, pufa, mufa, omega 3, omega 6 rất tốt với hệ tim mạch. Và bên cạnh đó nó vẫn đầy đủ các cái vitamin và các cái khoáng chất cũng như là canxi, phốt pho, thì cung cấp bổ sung vào cái khẩu phần ăn thì nó sẽ cải thiện, nó nâng cao được cái thể trạng của người cao tuổi mà không lo lắng gì về vấn đề là rối loạn tiêu hóa. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của các chuyên gia y tế. Và rõ ràng bên cạnh việc tìm ra nguyên nhân để có phác đồ điều trị hợp lý thì quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cũng là một cách để giúp chúng ta có thể phục hồi được chức năng của hệ tiêu hóa ở người cao tuổi. Và để giúp quý vị có thể có những cái nhìn hình dung cụ thể hơn, rõ ràng hơn về những điều mà các chuyên gia y tế vừa chia sẻ, chúng tôi mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Rất nhiều người cao tuổi có những khó khăn trong việc lựa chọn thức ăn, nhiều người lo lắng quá đến nỗi thiếu hụt chất dinh dưỡng, hay chán ăn, mệt mỏi, không muốn ăn hay bỏ bữa, thậm chí không có cảm giác đói hoặc mất hẳn cảm giác thèm ăn như trước là điều khá thường gặp ở lứa tuổi này. Lý do bắt nguồn từ sự suy giảm của hệ tiêu hóa. Lúc này cả ba chức năng của hệ tiêu hóa là co bóp, tiết dịch và hấp thu đều giảm sút. Từ đây nhiều chứng bệnh phát sinh như nghẹn, đầy hơi, đầy bụng, táo bón, tiêu chảy.
Tùy từng người và tốc độ lão hóa của hệ tiêu hóa không giống nhau mà có dạng rối loạn khác nhau. Chính vì thế, người cao tuổi nên có một số quy tắc trong việc bổ sung thực phẩm như hạn chế mỡ động vật thay bằng dầu thực vật. Dùng những thực phẩm vừa đảm bảo cung cấp đủ chất lại vừa dễ tiêu như quả tươi, rau xanh, ngũ cốc, hạt vừng, lạc. Ngoài ra, nên chia nhỏ các bữa ăn và bổ sung thêm các loại sữa có tác dụng nâng cao thể trạng hệ tiêu hóa của người cao tuổi. Trong sữa có sử dụng hệ chất xơ cao cấp Synergy 1 FOS Inulin, hỗn hợp các chất xơ hòa tan, có tác dụng phòng ngừa táo bón, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi, ức chế các vi khuẩn có hại tại đường tiêu hóa, giúp hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng. Ngoài ra, hệ chất xơ này còn tăng cường hấp thu canxi, làm chậm quá trình hấp thu carbon hydrate, nên góp phần kiểm soát đường huyết. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam với chủ đề là chăm sóc hệ tiêu hóa ở người cao tuổi. Và rõ ràng chúng ta phải khẳng định là quan tâm đến chế độ dinh dưỡng là một cách để chúng ta có thể phục hồi chức năng của hệ tiêu hóa, giúp cho người cao tuổi có một sức khỏe tốt hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng bên cạnh việc bổ sung các chất dinh dưỡng bằng chế độ ăn thì chắc hẳn là cái việc luyện tập hàng ngày cũng giúp cho người cao tuổi có thể nâng cao được tình trạng sức khỏe, đúng không ạ? Có thể nói là cái luyện tập để nâng cao sức khỏe nói chung và nâng cao cái khả năng chống đỡ đối với bệnh tật, đặc biệt là các bệnh lý tiêu hóa cũng rất là quan trọng. Ví dụ những người mà có những các bệnh lý về rối loạn tiêu hóa, khi chúng ta mà tăng cường vận động, tăng cường rèn luyện thì chúng ta sẽ làm tăng được cái khả năng tái hấp thu đối với đường tiêu hóa. Đường tiêu hóa chúng ta được nó hạn chế cái sự trì trệ, hạn chế được cái sự vận động. Chính vì vậy là sẽ giúp được tăng tái hấp thu, rồi là tăng được cái nhu động, hạn chế được những tình trạng về táo bón này, bệnh lý ruột kích thích. Mặc dù là có rất nhiều những nguyên nhân có thể bổ vây đến người cao tuổi khiến cho họ dễ mắc phải những bệnh lý, tuy nhiên thì tôi nhận thấy cũng có nhiều người cao tuổi dù đã bước qua độ tuổi 60, thậm chí 70 nhưng mà vẫn còn rất là khỏe mạnh, nhanh nhẹn cũng như là minh mẫn nữa. Vậy thì đâu là lời khuyên để giúp cho người cao tuổi có thể giữ gìn được sức khỏe tốt nói chung cũng như là phòng tránh được bệnh rối loạn tiêu hóa nói riêng, thưa bác sĩ Tường Vi? Cần cho người cao tuổi là ăn uống điều độ mà có thể chia làm nhiều bữa nhỏ và đa dạng thay đổi món ăn. Và trong khẩu phần ăn của người cao tuổi thì chúng ta là có thể hạn chế ăn thịt, tăng cường ăn cá, sử dụng sữa và các cái loại đậu đỗ, rồi tăng rau xanh và hoa quả tươi, hạn chế các thực phẩm nó có quá nhiều muối, nhiều đường ngọt và hạn chế rượu bia và các chất kích thích. Và cái chế biến thì nên chú ý là mềm nhừ và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì chắc chắn là sẽ phòng ngừa được cái vấn đề rối loạn tiêu hóa ở người cao tuổi. Vâng, bác sĩ Nguyễn Tà Dũng có điều gì mà nhắn gửi tới quý khán giả đang theo dõi chương trình không ạ? Chúng ta cần phải có một cuộc sống thư giãn, thật sự thoải mái về tinh thần thì sẽ góp phần được hạn chế những cái tác động đến bệnh tật. Một cái việc rất quan trọng đối với người cao tuổi là chúng ta phải khám bệnh định kỳ, khám để phát hiện ra những cái nguyên nhân dẫn đến những cái tình trạng bệnh lý mà chúng ta có thể can thiệp sớm được. Đó chắc hẳn là những lời khuyên vô cùng hữu ích đối với khán giả của chúng tôi, đặc biệt là những ai quan tâm tới việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa của người cao tuổi. Và một lần nữa chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phóng sự tổng hợp các lời khuyên của chuyên gia y tế ngay sau đây. Người cao tuổi sức đề kháng giảm sút rất nhiều nên họ thường phải đối mặt với nguy cơ bệnh tật cao hơn. Hệ tiêu hóa làm việc kém hiệu quả khiến người cao tuổi thường gặp phải vấn đề khó tiêu và khả năng hấp thụ dinh dưỡng suy giảm. Để có một sức khỏe tốt, người cao tuổi ngoài việc thường xuyên vận động, tập luyện thể dục đều đặn thì còn phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học với các loại thực phẩm tốt cho người cao tuổi. Như sữa chua, do có hàm lượng probiotic cao, các thành phần vitamin, khoáng chất và vi khuẩn trong sữa chua giúp cân bằng hệ vi khuẩn, đảm bảo sức khỏe và nhu động cho hệ tiêu hóa, cải thiện tình trạng thiếu men ở đường ruột, giúp cơ thể tiêu hóa hiệu quả hơn, giảm nguy cơ tiêu chảy, táo bón và các triệu chứng khó tiêu. Khoai lang chứa lượng vitamin, khoáng chất, chất xơ và carbon hydrate cao. Nó được biết đến với khả năng chữa chứng viêm loét dạ dày tá tràng và có thể giúp ngăn ngừa các gốc tự do. Quả bơ rất giàu chất xơ và chất béo không bão hòa, rất tốt trong việc duy trì các chức năng tối ưu của đường tiêu hóa cũng như túi mật, tuyến tụy và gan. Nó cũng giúp chuyển đổi beta-carotene thành vitamin A, rất cần thiết cho niêm mạc lót của toàn bộ đường tiêu hóa. Dứa có chứa nhiều chất xơ có tác dụng rất tốt đối với đường tiêu hóa, thúc đẩy sự hấp thu protein của cơ thể.
Khi có hiện tượng đầy hơi, trướng bụng, cảm giác khó tiêu, bạn có thể ăn vài miếng hoặc nước ép của dứa. Chuối chứa nhiều kali, cung cấp chất điện phân cho cơ thể. Hơn thế nữa, chuối còn có tác dụng hấp thụ các chất lỏng dư thừa trong bao tử khi tiêu chảy, đồng thời khôi phục lại một số vi khuẩn có ích cho dạ dày. Đu đủ có chứa papain, một loại enzyme tự nhiên giúp tiêu hóa các thức ăn có thể gây kích thích cho dạ dày. Táo có chứa các chất xơ hòa tan và không hòa tan. Táo giàu vitamin và khoáng chất có tác dụng giảm nguy cơ táo bón. Rất nhiều kiến thức, rất nhiều thông tin xung quanh việc bảo vệ sức khỏe của người cao tuổi, đặc biệt là hệ tiêu hóa đã được các chuyên gia y tế chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng còn có một liều thuốc nữa cũng rất hữu hiệu, đó chính là sự yêu thương, sự quan tâm sẻ chia của những người thân trong gia đình, đặc biệt là con cái. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Doãn Thị Tường Vi và bác sĩ Nguyễn Tà Dũng đã đến với chương trình ngày hôm nay và chia sẻ cho quý khán giả đang theo dõi chương trình những lời khuyên vô cùng bổ ích trong việc chăm sóc sức khỏe cho những người thân trong gia đình của mình, đặc biệt là người cao tuổi. Và cũng xin được cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày số tiếp theo. Trong cuộc sống, một thân thể không bệnh tật, một tinh thần tốt chính là hạnh phúc của con người. Người có sức khỏe có 100 ước muốn, người không có sức khỏe chỉ có một ước muốn duy nhất, đó là sức khỏe. Chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày số đặc biệt là cuốn cẩm nang với những kiến thức, thông tin, giải đáp những vấn đề sức khỏe thiết thực cho tất cả mọi người. Sống Khỏe Mỗi Ngày đặc biệt luôn đồng hành cùng bạn và gia đình để mang đến một cuộc sống trọn vẹn với một sức khỏe tốt, một tinh thần lạc quan yêu đời. Hãy đón xem chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày số đặc biệt phát sóng vào 17h45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV2. Và chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày phát sóng 20h35 thứ 2 và thứ 7 trên VTV2. Và Caloso Gold với Pufa, Mufa và chất xơ hòa tan Silizy One giúp người lớn, người cần phục hồi, bổ sung dinh dưỡng, dễ hấp thu và tiêu hóa, phù hợp cho tim mạch. Caloso và Caloso Gold, sản phẩm của Vitadari. Caloso và Caloso Gold với Pufa, Mufa và chất xơ hòa tan Silizy One giúp người lớn, người cần phục hồi, bổ sung dinh dưỡng, dễ hấp thu và tiêu hóa, phù hợp cho tim mạch. Caloso và Caloso Gold, sản phẩm của Vitadari.